chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày hôm nay không khí lạnh đã suy yếu hoàn toàn. Thời tiết trên toàn khu vực Bắc Bộ theo vậy mà cũng tốt hẳn lên. Mặc dù trời còn nhiều mây và có sương mù nhưng cảm giác rét chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm. Đến trưa chiều mây mỏng dần, trời chuyển nắng khiến cho nền nhiệt ban trưa trên toàn khu vực cũng đã tăng dần lên mức 25-28 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc, nhiệt độ cao nhất trong ngày còn có khả năng đạt mức là khoảng 30 độ. Không chỉ tại Bắc Bộ mà thời tiết tại khu vực Trung Bộ cũng tốt hẳn lên, ngày có nắng và những cơn mưa ít ỏi quý giá không đủ để đem lại lượng nước ngọt cần thiết cho sinh hoạt và nông nghiệp của bà con nơi đây lại tiếp tục giảm thêm. Nền nhiệt trên toàn khu vực tiếp tục tăng dần và duy trì mức cao, chỉ một vài nơi ở khu vực phía Bắc, sáng sớm trời còn nhiều mây và có sương mù nhẹ. Tại các tỉnh thành phía Nam, trời tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa và có nắng cả ngày, khiến cho nền nhiệt luôn duy trì mức cao nhất trên cả nước. Chỉ một vài nơi thuộc miền ven biển là có mưa vài nơi với lượng không đáng kể. Thời tiết khá thuận lợi cho sinh hoạt vui chơi cũng như giao thông vào ngày cuối tuần. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chưa có biến động gì nhiều. Tiết trời mùa khô khá hanh lại có nhiệt độ cao, nên người dân trong khu vực cần hết sức lưu ý, phòng tránh cháy nổ do những bất cẩn trong sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, tại các khu vực vùng trũng thấp của Nam Bộ, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều cường còn tiếp tục lên cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình giao thông vào giờ cao điểm, cũng như các hoạt động sản xuất và buôn bán của người dân trong khu vực. Dự báo mực nước đỉnh chiều các trạm vùng cửa sông Nam Bộ sẽ tiếp tục ở mức cao trong 1-2 ngày tới, sau đó xuống nhanh. Mực nước đỉnh chiều cao nhất tại một số trạm trong các ngày 15-16 tháng 12 có khả năng như sau. Tại trạm Cần Thơ, sông Hậu ở mức 1,75-1,77m, thấp hơn mức báo động 2 là 0,05-0,03m. Trạm Mỹ Thuận, sông Tiền ở mức 1,65-1,67m, thấp hơn mức báo động 2 là 0,05-0,03m. Trạm Phú An ở sông Sài Gòn và Nhà Bè, kênh Đồng Điền ở mức 1,58-1,62m, cao hơn mức báo động 3 là từ 0,08-0,12m. Xin được quay trở lại thời tiết của khu vực Bắc Bộ. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tốt trên toàn khu vực tiếp tục được duy trì, mưa nhỏ chỉ còn xuất hiện vài nơi ở miền ven biển. Mặc dù mây có xu hướng phát triển nhiều hơn, độ ẩm trong không khí tăng nhẹ và nhiệt độ cũng giảm xuống đôi chút. Tuy nhiên, tiết trời ấm áp vào ban ngày vẫn còn duy trì với nền nhiệt cao nhất tại khu vực vào ban trưa, phổ biến từ 24-27 độ. Riêng một vài tỉnh thành ở phía Tây Bắc vẫn còn có nền nhiệt cao ở mức 28-30 độ. Còn tại Trung Bộ cũng chưa chịu ảnh hưởng của tình hình thời tiết xấu đặc biệt nào, nên trời vẫn phổ biến ít mưa và có nắng, nền nhiệt trên toàn khu vực đã tăng hơn hẳn và ít có sự chênh lệch giữa phần phía Bắc và phần phía Nam của khu vực như những ngày trước, với nhiệt độ cao nhất tại Bắc Trung Bộ phổ biến từ 27-29 độ và tại Nam Trung Bộ là khoảng 29-32 độ. Bà con nông dân nơi đây vẫn đang phải tiếp tục đối phó với tình hình thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp. Sau đây mời quý vị theo dõi phần dự báo chi tiết cho từng khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi từ 28-30 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 18-21 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, ngày giảm mây, trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 19-22 độ, vùng núi có nơi từ 16-18 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ và thấp nhất là khoảng 20-22 độ. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22-24 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ và thấp nhất là khoảng 22-24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ và thấp nhất là khoảng 23-26 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ và thấp nhất là khoảng 17-20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ và thấp nhất là khoảng 22-25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ và thấp nhất là khoảng 23-26 độ. Chuyển sang khu vực Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 25-30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ dao động ở mức 26-31 độ.
Bản tin thời tiết cuối ngày đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.